lại sắp đế quốc tế phụ nữ, rồi lại Valentine trắng. Nhưng mà cái kiếp FA thì phải tự làm quà cho mình thôi chứ sao bây giờ. Hồi tóc dài thì trong túi không thể nào thiếu một chiếc kẹp tóc như thế này được. Trong set đã có sẵn keo nén, làm dãy keo nén sau đó đính vào góc của cái kẹp, sau đó đính cái cọng len vào, rồi quấn như thế này, rất là dễ quấn luôn. Mình cứ quấn lần lượt cho nó hết cái kẹp luôn nha. Đến cái chỗ vòng tròn này, nếu như mà mọi người thấy khó quấn quá thì mọi người tháo cái khớp lò xo của cái kẹp ra nha. Sau đó thì mọi người gắn lại, nó cũng dễ thôi. Quấn hết cái kẹp thì mọi người lại bôi thêm một ít keo nén, sau đó cố định cái cọng len vào. Chỉnh sửa lại một xíu nếu như mọi người thấy cái cọng len nó chưa được đẹp. Sau đó làm tiếp theo bên kia, cứ cố định bằng keo nén rồi lại quấn. Dùng len quấn hết cái kẹp, đến cuối cái kẹp thì mình lại dùng keo nén, sau đó cố định cọng len rồi cắt bỏ phần cọng len thừa đi. Tiếp theo là bước gắn charm. Shop cho mình sẵn rất là nhiều charm. Đây là mình chọn cái set kẹp màu trắng và charm màu hồng. Mình sẽ để thông tin sản phẩm ở bên góc màn hình cho mọi người xem nha. Một món quà đơn giản mà con trai cũng có thể làm để tặng bạn gái của mình. Shop cho nhiều charm nên là mọi người cứ trang trí tùy theo sở thích của mình. Đây là thành quả của mình này, mọi người thấy cái xinh không?